sông khiết, hắc ốc nhỏ, lãnh tình lãnh tâm đại ma đầu bắt niệm niệm đã chết. Sau khi chết nàng bị hệ thống xuyên nhanh cưỡng chế trói định, đi ba ngàn thế giới nhất lên gió tanh mưa máu. Bệnh trạng đặc công, rung em mờ huyết nô, tàn bạo quân vương, cùng nhiệt nhạc công, bệnh kiều phan. Tự hồ mỗi thế giới nhân vật phản diện đại lão đều thích quan bắt niệm niệm phòng tối. Thẳng đến vị diện thứ chín nàng ngược thân ngược tâm kết thúc, mỗi năm rốt cục nổi giận, trong mắt của hắn cố chấp điên cuồng đến đáng sợ niệm niệm, chính đời chính kiếp đều không khóa được ngươi, vậy đời đời kiếp kiếp thì sao? Chương 1 Xin đẹp giáo quan VSC bệnh trạng đặc công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Tặc xinh đẹp nữ huấn luyện viên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 3 Gián dấp không tệ, dáng người cũng không tệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hung thần ác sát nữ Diêm Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Trùng phản diện vứt mị nhãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thật là một cái không tệ con mồi à. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Xem bộ dáng là hù đến tiểu yêu tinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đi theo ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 hôn trọng ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ông công chúa, túc chủ hảo mang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.